Sát thương trừng phạt nghe cũng hoàn hảo đấy, nhưng mà vẫn có một điểm yếu, đó là sát thương phản kích thấp. Vậy thì ở phần này chúng ta sẽ chém gió về một loại sát thương khác, cao cấp hơn sát thương kỹ năng, cao cấp hơn sát thương trừng phạt, mình gọi đó là sát thương chuẩn. Alo. Khi xưa Tam Quốc có Gia Cát Lượng trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nay Royal Kingdom có Gia Cát Tĩnh tôi trên thông Noel dưới tường làm từ gạch. Thông với tường thế mà lại đoán đúng được quả tên meta từ cách đây gần chục năm. Chính xác hơn thì 8 tháng trước, anh em thấy ghê chưa? Vậy thì sát thương chuẩn là như thế nào? Và có điều gì anh em cần lưu ý về meta sát thương mới này hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Khoan bàn tới cái gọi là sát thương chuẩn, có một điều anh em chắc đã thấy, đó là tốc độ ra tường mới của Lilith cứ phải gọi là nhanh như một cơn gió. Gió này chắc phải là gió lốc, gió bão chứ không phải là gió thường. Warlord vừa ra mắt chính thức trong game từ ngày 30 tháng 7, tức là tính đến lúc video này ra mắt thì chưa tới 20 ngày. CPOA thì còn mới hơn thế nữa, chắc đâu đó được 2 tuần. Ấy thế mà Lilith đã tiết lộ về vị chỉ huy mới, dã man con ngan thật sự. Nhanh thế này thì các bot còn thở oxy, huống chi là anh em F2P như chúng mình. Chỉ huy chỉ là một phần, trong thời gian gần đây, Lilith đem lại cho chúng ta khá nhiều điều mới mẻ. Đầu tiên là sát thương trừng phạt. Meta này hiện đang dành riêng cho anh em bộ binh, sau đó là hai đội hình vòng tròn và mai rùa. Anh em ai cũng nghĩ là vòng tròn phế, mà thời điểm hiện tại anh nghe chừng lại chuẩn bị thay đổi quan điểm, chuẩn bị ra mắt thêm đội hình 3 tuyến dành cho sát thương tấn công combo nữa, cũng là một loại sát thương khá mới mẻ. Giờ đây lại thêm tiếp loại sát thương mới, sát thương không cần chỉnh, gọi tắt là sát thương chuẩn. Update liên tục và mở ra quá nhiều thứ mới mẻ, nghe vừa hấp dẫn lại vừa lo lắng anh em nhỉ. Chỉ bao lâu để lên một vị tướng, nâng cấp một lần cho nó gọi là trendy. Nhanh như này thì đúng thật là hoang mang style anh em ạ. Ta sẽ bàn về bộ kỹ năng và tài năng của chỉ huy cung thủ mới vừa được nhà phát hành tiết lộ gần đây thôi. Đầu tiên là về tài năng. Đây là một chỉ huy đồn trú có bộ tài năng cung thủ, đồn trú và phòng thủ. Cung thủ và đồn trú thì rõ rồi, nhánh phòng thủ với điểm BK tuyệt vọng, quân y tỏ ra khá phù hợp với chỉ huy mới này. BK tuyệt vọng thì dễ hiểu khi bắp thêm tương đối lượng nộ cần thiết cho đạo quân. Quân y thì tăng khả năng chữa lành, mà điểm chữa lành này lại cực kỳ phù hợp với bộ kỹ năng của chỉ huy mới. Ở phần sau video mình sẽ nói rõ thêm. Và đây là hướng nâng tài năng mà theo mình nghĩ là phù hợp nhất với chỉ huy này. Và tiện đây thì cũng bật mí với anh em luôn là chỉ huy đồn trú nào có nhánh tài năng phòng thủ đều rất mạnh ở khả năng kết hợp với Hera và cho chúng ta khả năng nhồi mọi loại quân. Nguyên nhân thì với bảng tài năng như thế này, hầu hết các điểm tài năng đều là đội quân được hưởng lợi chứ không phải là chỉ cung thủ. Nên là chỉ nói đến đoạn tài năng này thôi là mình đã thấy chỉ huy mới này linh hoạt và khỏe khoắn rồi. Tiếp theo đến với phần quan trọng nhất, chỉ huy cung thủ mới có bộ kỹ năng nhìn rất thú vị. Kỹ năng số 1 mang cho ta khái niệm mới, đầu tiên là Mighty Heal. Ta đã có Mighty Seal của Hera và nó thực sự mạnh mẽ. Một bản nâng cấp của cái khiên bình thường. Giờ đây hy vọng Mighty Heal ta sẽ có thêm một sự nâng cấp đáng kể từ Heal, tức là chữa lành. Chỉ huy này chữa lành một lượng lớn lính bị thương nhẹ trong đạo quân của họ, còn hệ số bao nhiêu thì chúng ta chưa biết. Sau đó thì chỉ huy này gây thêm một lượng sát thương, chúng ta gọi là sát thương chuẩn, với hệ số bằng lượng máu hồi nhân với một cơ số phần trăm nào đó mà hiện tại chúng ta cũng chưa rõ nốt. Có thể là 50%, 70% hay là 90%, chứ 100% thì chắc là không phải. Vì thế thì chắc nhà phát hành cũng không cần ghi vào đây làm gì để nhân bao nhiêu phần trăm. Quan trọng là sát thương này là sát thương vòng tròn 5 mục tiêu anh em nhá. Có hai chú ý mà chúng ta thấy nhà phát hành nốt lại ở đây. Đầu tiên là Skill Heal Strength, hay dịch ra là sức mạnh hồi phục của bộ kỹ năng, sẽ được tính toán dựa trên phần hồi máu của vị chỉ huy này có thể hồi cho đạo quân của mình, chứ không phải là hồi phục thực tế. Cái này quan trọng anh em ạ. Vì như các bạn đã biết, ta có một số chỉ huy có khả năng giảm hồi máu của đạo quân, điển hình như là Alexander, Saladin, Zizamed. Tức là con số chắc chắn sẽ thấp hơn việc có thể hồi phục bao nhiêu. Ở đây mình hiểu là ví dụ chỉ huy mới có khả năng hồi máu với hệ số A thì hệ số sát thương gây ra bởi sát thương chuẩn sẽ là A nhân với lượng phần trăm nào đấy. Và đây sẽ là dự đoán đầu tiên về bộ chỉ số của chỉ huy này. Ý thứ hai trong nốt này, đó là sát thương chuẩn sẽ không bị ảnh hưởng bởi sát thương bổ sung, tấn công của đội quân bên mình hay là phòng thủ của đội quân kẻ thù. Khả năng chống chịu của kẻ thù sẽ bị ảnh hưởng bởi phòng thủ và máu. Mà ở đây nhà phát hành đã nốt rõ là sát thương này chỉ không chịu ảnh hưởng từ 3 yếu tố, đó là sát thương, tấn công và phòng thủ. Vậy theo nguyên tắc, nó sẽ bị chịu ảnh hưởng bởi chỉ số máu, càng nhiều máu càng tốt. Và dĩ nhiên càng nhiều máu thì mức độ chữa lành lại càng cao, từ đó sẽ ảnh hưởng đến phần sát thương chuẩn gây ra. Dây mơ dễ má quá anh em nhỉ. Vậy túm lại ở kỹ năng đầu tiên, điểm quan trọng nhất mà mình rút ra được, đó là chỉ huy cung thủ mới nhất vừa có khả năng hồi máu, vừa gây sát thương cho địch. Sát thương gây ra sẽ dựa trên số hồi phục mà chỉ huy này có thể gây ra được. Sát thương gây ra lại không thể chịu ảnh hưởng từ sát thương tấn công phe mình cũng như phòng thủ của phe địch, và rất có thể vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi chỉ số máu. Với kỹ năng số 2, chỉ huy này tăng phòng thủ và tốc độ hành quân. Nếu chỉ toàn là cung thủ sẽ gây thêm sát thương đánh thưởng. Cái này thì cũng dễ hiểu đúng không anh em? Kỹ năng số 3 cho phép chỉ huy này giảm lượng sát thương thường nhận phải. Cái này là counter đám sát thương trừng phạt kia chắc luôn. Bên cạnh đó, cứ mỗi lần nhận đòn tấn công cơ bản, chỉ huy này có khả năng vô hiệu hóa bắp sức khỏe và phòng thủ của rally trong khoảng thời gian nhất định. Tức là tụi sầu bam cũng sẽ vô tình kích hoạt được chiêu này, khiến Rally không nhận được bắp máu hay phòng thủ. Nó cũng là một kiểu chống sầu bam anh em ạ. Kỹ năng số 4 tăng lượng chữa lành mà chỉ huy này nhận được. Đạo quân Rally cũng sẽ mất máu khi ra kỹ năng chủ động và có thể cộng dồn đến một mức nhất định. Điều này mình nghĩ sẽ đánh thẳng vào việc ra kỹ năng chủ động nhanh và bonus sát thương của đạo quân Rally. Ví dụ như Warlord với kỹ năng số 1 chia làm 2 đợt ra kỹ năng. Tức là ví dụ như này đi, ta có chỉ huy cung thủ đồn trú ở đây, CPOA và Warlord Rally. Bên đồn trú sẽ có những đạo quân Swarm Rally. Lúc này vì bị tấn công, CPO và Warlord ngoài việc gây sát thương hệ số 2700 và 2400 thì Warlord cũng sẽ liên tục ra sát thương kỹ năng diện rộng hệ số 300. Và lúc này chỉ huy cung thủ đồn trú có thể tận dụng điều đó để gây stack trừ máu nhanh chóng cho địch. Gì chứ làm phát 4 lượt tăng 3 stack trừ máu của kẻ thù thì cũng thốn đấy. Cứ bị trừ máu là anh em bộ binh khóc thét rồi. Kỹ năng chuyên môn thì tăng thêm sát thương phản công để tránh tình trạng swarm. Tiếp theo sẽ là tăng thêm sát thương phản công nữa nếu Rally của mục tiêu có ít lính hơn đạo quân đồn trú của chỉ huy này. Mình có thể ví dụ ở một chiến thuật này, đó là chiến thuật thủ pháo đài bào lực địch ở trận zone 5. Nói chung là chỉ huy này vào cái chiến thuật này thì đúng là nhức mấy cái nách luôn. Anh em cần nhớ là chỉ huy này thủ pháo đài thì có tận 3 triệu lính, trong khi Rally của địch tầm đó với công nghệ pha lê nghèo nàn thì chỉ loanh quanh 2,5 triệu lính thôi. Tức là chỉ huy này auto có nhiều lính hơn, auto có thêm phản kích, quá nhiều phản kích khi này, ai máu dồn lên não swarm thì đúng là khóc không ra tiếng luôn. Và dĩ nhiên với combo hồi máu, gây sát thương và nhiều lính hơn Rally thì gây thêm sát thương phản kích. Thì anh em chỉ cần nhồi cờ đều một chút, cứ mỗi đạo 150.000 lính nhồi là vả địch sướng lắm anh em ạ. Lướt qua một vòng bộ kỹ năng thì mình có thể nhận xét đây sẽ là một Zenobia phiên bản Pro Max. Zenobia ra đời đã hoành tá tràng như thế nào thì chỉ huy này hoàn toàn có thể hoành tá tràng hơn như thế. Nếu như sát thương chuẩn ra mắt đánh vào một trong những kỹ năng mà đã lâu rồi không ai nhắc đến, đặc biệt đó là mảng đồn trú. Ví dụ tiêu biểu nhất là Zenobia, một vị chỉ huy có khả năng hồi máu, tăng máu, nhiều sát thương phản kích thuộc dạng hàng khủng trước đây. Lý do lớn nhất là công nghệ pha lê. Bạn biết đấy, công nghệ pha lê tăng rất nhiều tấn công, tăng mọi thiệt hại. Các bot với tướng tá trang bị vũ trang thuộc dạng khủng sẽ gây rất nhiều sát thương lên công trình, cắt máu rất nhanh. Một chỉ huy đồn trú hồi máu sẽ không thể tận dụng được khả năng bắp từ công nghệ pha lê, từ đó trở nên yếu đuối hơn rất nhiều. Vậy đâu sẽ là những điểm khiến mình cảm thấy lấn cấn khi nói về sát thương chuẩn ở thời điểm hiện tại? Đầu tiên, sát thương chuẩn không bị ảnh hưởng bởi các chỉ số sát thương bổ sung, tấn công của mình và phòng thủ của địch. Vậy để tăng sát thương chuẩn gây ra, ta cần tăng cái gì? Với những logic của mình từ phần 2 thì khả năng tăng máu sẽ là khả thi nhất. Hiện tại máu là chỉ số ít được bắp nhất và cũng khó để tăng nhất. Tuy nhiên vì ít nên là chỉ cần tăng một chút cũng sẽ có hiệu quả rất lớn. Mặc dù vậy, việc tăng máu và chữa lành ở thời điểm hiện tại gần như sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ huy, chứ không có thêm bất cứ yếu tố nào khác mạnh mẽ ngoài hỗ trợ cả. Nghe có vẻ không quá hợp lý, trừ khi có thêm công nghệ KVK mới hoặc là một map KVK mới hỗ trợ thêm. Tiếp theo, những thứ bổ trợ cho một chỉ huy đó là trang bị, vũ trang, minh văn thì đặc điểm quan trọng như là trang bị có vẻ như là chưa quá phù hợp. Trang bị của cung thủ thì đang thiên về tấn công và thủ, trang sức cũng không quá phù hợp với lối chơi sát thương kiểu này. Vũ trang minh văn có vẻ khá khẩm hơn đôi chút, nhưng mà mình nghĩ nhiều đó vẫn chưa đủ. Liệu có khi nào có thêm một bộ trang bị và trang sức mới không nhỉ? Sau đó sẽ là chỉ huy ra mắt cùng với chỉ huy đồn trú. Khả năng cao sẽ là một chỉ huy cũng có sát thương chuẩn, tức là cũng hồi máu, sát thương dựa theo khả năng hồi phục. Mà nếu như vậy thì khả năng ghép cặp của chỉ huy này sẽ cực kỳ hạn chế. Anh em cung thủ giờ toàn sát thương kỹ năng diện rộng, hồi máu thì chỉ có duy nhất Bodica, mà Bodica thì càng ngày càng cá đuối rồi. Cuối cùng thì về ghép cặp, cung thủ hiện tại không có một chỉ huy nào có khả năng hồi máu hay là tăng máu quá mạnh mẽ. Amanito và Artemisia đang là hai chỉ huy có điều này với 20% máu. Tuy nhiên cũng không quá nổi bật, cộng thêm những điểm trừ cơ bản về mặt sát thương hay là khả năng tự bóp thì mình nghĩ hai chỉ huy này không có khả năng kết hợp với chỉ huy đồ chung mới. Như vậy về lý thuyết, khả năng ghép cặp của chỉ huy này bị hạn chế đi rất nhiều. Hiện tại có 3 cái tên mà mình cảm thấy phù hợp với chỉ huy này. Đầu tiên sẽ là chỉ huy ra mắt cùng chỉ huy này, có thể là một chỉ huy chuyên open field. Nghe thì phù hợp đấy, vì thường ra mắt cùng nhau sẽ có thể kết hợp cùng với nhau mà. Chỉ huy này khả năng cao cũng sẽ là một chỉ huy có sát thương chuẩn. Tiếp theo đó là Hera. Hera thì mình nghĩ là một phương án khả thi nhất lúc này. Chỉ huy này có lớp khiên dày, tăng thêm 30% máu, nhiều hơn bất cứ chỉ huy cung thủ nào hiện tại. Có sát thương bonus, giảm nhiều hiệu ứng sát thương nhận vào, bộ chỉ số tốt, sát thương vòng tròn chống swarm nữa. Có thể bạn không để ý, chỉ huy cung thủ đồn trú kia có duy nhất một nửa kỹ năng số 2 cần 100% cung thủ. Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể nhồi mix chúp được, từ đó thì đa dạng và dễ dàng phòng thủ hơn so với kiểu chuyên một loại quân. Chưa kể combo tạo khiên hồi máu, nhiều phản kích là combo nguy hiểm nhất dành cho các bot phe địch chuyên lừa swarm cờ của mình. Cuối cùng một sự lựa chọn mà mình nhắc ở phía trên đó là Zenobia. Zenobia với khả năng hồi máu cũng thuộc dạng khủng. Với bí vật thì điều này hoàn toàn có thể. Cặp đôi này có khả năng hồi máu mạnh mẽ và tăng cực kỳ nhiều máu cơ bản. Và biết đâu hai vị chỉ huy này lại phù hợp với nhau. Tuy nhiên cặp này có vẻ hơi thiếu sát thương anh em ạ. Và đó là quan điểm của mình về chỉ huy cung thủ mới cũng như là meta sát thương chuẩn. Anh em thấy sao? Có đồng ý hay là có ý kiến nào khác không? Hãy comment ở phía dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Đừng quên like, share, đăng ký kênh để ủng hộ thêm chúng mình ra nhiều video chất lượng hơn nữa. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.